Xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn chiếc máy tính bảng cũng khá là mới của hãng Honda, chiếc Honda V10 Pro. Đã khá rất là lâu rồi, cái con hãng Honda hoặc hay tất cả các hãng Trung Quốc đều không không làm những chiếc tab Android cấu hình cao giá rẻ nữa, mà chuyển sang là Android rẻ hẳn như là V80, V80 hoặc là V70 của TechCrunch, chỉ hơn 1 triệu một chút. Thì cái chiếc tab cấu hình cao này thì vừa mới Honda ra mắt thôi. Cái chip này ở đây mình sẽ giới thiệu luôn về cái thông số cấu hình của nó sử dụng màn hình 10.1 inch, hai độ phân giải 2K 2560 x 1600, rất là nét. Sử dụng chip MediaTek MT8173 xung 2.2GHz và sử dụng nhân là A72 và A53. Cái này sử dụng 2 nhân A72 và 4 nhân A53. 2 nhân A72 cho tác dụng mạnh và 4 nhân A53 cho tác dụng trung bình. Đấy, sử dụng GPU Power VRGX 6250. Cái chip này là tương tự như cái gần giống thấp hơn một đời so với cái chip của chiếc Xiaomi Mi Pad 3, Mi Pad 3 vừa ra mắt của hãng Xiaomi. Thì cái chip này Xiaomi sử dụng chip 6 nhân, còn cái này sử dụng chip 4 nhân. Xin lỗi các bạn vì con này chỉ có 2 nhân A53 thôi. Xiaomi sử dụng chip 6 nhân là 2 nhân A72 và 4 nhân A53. Đấy. Máy có RAM 2GB và bộ nhớ 32GB, có Wi-Fi Bluetooth 4.0. Sử dụng hệ điều hành Phoenix OS và Android 6.0. Thực ra cái Phoenix OS này là cũng là tương nó là nhân Android, chỉ khác với giao diện giống như kiểu Remix OS thôi. Có khe cắm thẻ nhớ SD này, GPS micro SD và cổng DC. Chiếc tablet này cũng có cảm biến vân tay. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Honda V10 Pro. Chiếc V10 Pro này thì có 3 phiên bản. Phiên bản 4GB và 64 và phiên bản 2GB 32GB bộ nhớ. Hộp của máy thì cũng chẳng có gì cả, chắc cái này là cái cục sạc của thôi. Đây là cục sạc của nó, khá là to. So một cái máy này, tính bảng 5 inch nha, 10 inch mà lại Android như này. Ngoài ra không có gì. Đó. Về cái thiết kế của máy thì nó thiết kế tương tự như một số cái máy tính bảng lai. Ở cái cạnh viền này nó vát mỏng xuống, tạo ra cảm giác mỏng. Đây, các bạn nhìn này. Cái phía đáy này nó sẽ làm dày hơn và chỉ vì nó vát mỏng xuống. Thực ra là nó dày bằng nhau, nhưng mà nó làm vát cong ở chỗ cạnh này để cho nó cảm tưởng như máy mỏng hơn. Đây, các bạn có thể nhìn thấy nó cong tít ở đây, chỗ này thì cong bình thường, xong rồi vát cọng xuống. Mặt sau có cái camera 5 chấm hơi lồi. Cạnh dưới thì có hai cái chân để gắn ngàm, để gắn đốc và 4-5 cái chân đốc kết nối với đốc này. Ở bên cạnh phải thì máy có cổng micro HDMI, micro USB, OTG và cổng sạc 2.5 microphone. Cạnh trái thì có cổng âm thanh 3.5 và khe cắm thẻ nhớ nó ra ngoài. Cạnh trên chỉ có nút nguồn, nút tăng giảm âm lượng thôi. Mặt trước của máy thì cũng có cảm biến và cảm biến ánh sáng và cái camera 2 chấm và cái cảm biến vân tay ở đây. Cái cảm biến vân tay. Đấy, mình sẽ bật máy cho các bạn xem. Khi mà đợi máy thì mình giới thiệu luôn cái lốc của nó. Đây là cái hộp đốc Honda Keyboard. Một cái đốc mà hộp hành đàng hoàng. Chiếc đốc này thì không như chiếc đốc của Chui HD10 Pro hay là một số các máy khác. Nó được hoàn thiện bằng nhựa, trông cũng rất là cứng cáp. Duy nhất chỉ có Chui và Cooper là sử dụng trợ đốc bằng mặt nhôm thôi. Còn các hãng như Honda, TechCrunch thì sử dụng đốc nhựa. Đây là cái đốc của nó, khá là mỏng. Có thêm cổng hai cổng USB full size ở hai bên cạnh. Đấy. Nhìn trông cũng khá là chắc chắn và đẹp, không ọp ẹp một chút nào. Đấy, mình đắc đắc cho các bạn xem. Cái phím này sử dụng chích nít, cái hành trình của nó tầm khoảng 1,5 ni. Khả năng gõ cũng tạm tạm. Mình sẽ gắn cái đốc cho các bạn xem. Cái này tương tự như cái dòng transformer chạy Android của Asus. Đấy.
khi mà kết nối với dock trở thành một cái laptop chạy Android. Đây đang sử dụng cái Phonix chứ không phải, đây là Android. Khi mà muốn chuyển hệ điều hành thì mình sẽ kích vào chữ OS switch vào đây. Đấy, sẽ chuyển sang Phonix. Cái Phonix thì nó tương tự như là Remix OS, chỉ có điều là cái giao diện của nó dạng như giao diện giống Windows, dạng cửa sổ. Đấy, dạng cái giao diện đa giống hệt của Win, giống Win 10 và đến 80%. Chiếc máy này thì mình đo AnTuTu được khoảng 70.000 điểm, 71.000, nói chung là khá là cao. Bạn đăng nhập quá nhiều thứ, mình thử vào tinh tế. Nó sử dụng cái giao diện dạng cửa sổ, khi mà mình mở ra một phần mềm thì nó sẽ dạng như cửa sổ như thế này, đa nhiệm. Mà thì dạ, cũng chưa biết là chia đôi màn hình kiểu gì. Kích vào đây là sẽ full to. Chuyển lên đây là nhỏ. Đấy. Đa nhiệm như Win vậy. Mình sẽ xem thử cái video này. Có lẽ tí chạy sang Android chạy cho thích. Cái Phonix này dùng hơi khó chịu. Cái màn hình này thì có độ phân giải còn cao hơn cả iPad hay là cái chiếc tab F3 mà mình đang quay video ở đây. Đấy, 2560 x 1600 và chiếc tab F3 này chỉ có 2048 x 1536 thôi. Cảm biến thân tay. Bây giờ mình sẽ chuyển sang Phonix OS. Chuyển thế nào này? À đây chắc là Android switch rồi này. Ok. Thế ra máy không khởi động lại, máy chỉ chuyển đổi giao diện thôi. Chứ không phải là chạy trồm cho nó dễ. Hai cái này là giống hệt nhau, cùng nhân. Cũng mở luôn cái này. Cái trackpad này thì mình chưa nối cái lớp siêu nên là mút nó không được thật cho lắm. Này các bạn đừng chém bảo là cái trackpad của nó quá kém nhé. Mình sẽ giới thiệu đây. Khi mà gắn với dock nó sẽ để như thế nào. Xoay các cạnh cho các bạn xem. Này. Thành một con laptop rất nhỏ gọn. Tuy nhiên hệ máy Android thì vẫn chưa phải là mạnh lắm. Chúng ta làm việc chơi chơi thì được, chứ còn làm việc chuyên nghiệp thì có lẽ nên mua máy tính bảng chạy Windows thì hơn. Bây giờ mình sẽ chạy AnTuTu cho các bạn xem. Đây, 71.900 điểm. Đây mình sẽ tăng độ sáng lên tối đa. Đây. Sáng này. Bây giờ mình sẽ chạy lại các bạn nhé. Test again. Chip MediaTek MT8173 này cũng khá là mạnh. 81.000 cũng tương đương với Snapdragon 810. Cái ưu điểm của cái tablet này thì chắc là cái màn hình rất là đẹp, siêu mịn. Nói chung là thế giới Android thì rất
hiếm có một cái máy tính bảng mà có màn hình siêu nét như thế này. Hiện tại thì các hãng Trung Quốc đang tập trung cho các máy tính bảng chạy Windows như là HI 10 Pro, Honda O-Book 11 Pro. Tất cả các máy của hãng bây giờ đều là sử dụng Honda xoay quanh mấy cái hệ điều hành Windows hết. Và mình bán khá nhiều, toàn là tab Windows rồi. Android cái này nhập về chỉ để chơi, giới thiệu với các bạn. Cái test cái đồ họa 3D này nhìn cảm giác vẫn giật giật, không được mượt cho lắm. Có lẽ do cái màn hình độ phân giải 2K của nó. Cái trình test AnTuTu này khá là lâu. Bây giờ mới được 67%. Có lẽ các bạn khi mà xem video này phải tua nhanh. Mình thì khá lười biên tập lại. Quay xong là up lên cho các bạn xem luôn. Chứ chẳng mấy khi mình chỉnh sửa ghi video lại. Sắp xong rồi. Nhưng mà các bác mà nào mà chỉ chạy Android, chỉ cần một cái máy tính bảng to, màn hình đẹp để chạy Android thì nên mua những cái máy như thế này, nó sẽ hỗ trợ tất cả các loại game mạnh hơn. Bởi vì một cái máy tính chạy luôn board như chip Atom X5 8350 ấy, thì một số game nó trên Android nó hỗ trợ không tốt, chạy rất là giật, mặc dù đồ họa cũng khá là mạnh. Cái tab luôn bot chủ yếu cho các bạn nào mà chạy chủ yếu là chạy Win là chính. Còn cái Android này thì với một cái chip khá khá tốt như này cộng với lại cái màn hình đẹp thì chơi game rất là thích. Mà không hiểu sao tất cả các hãng lại sử dụng đều chế tạo chiếc tab bằng led có cấu hình đều yếu hơn các điện thoại đời mới nhất. Đấy. Điểm số của nó được 77.115 điểm.
Lần trước mình test thì được 71.900, chênh nhau hiệu năng không nhiều. Ở cái hiệu năng này thì chip đối với chip X5 8350 thì chỉ được tầm khoảng 60.000 thôi, cái này thì hơn đến 1.100 nữa, 10.100 cũng khá là nhiều. So sánh đây, thông số so sánh. Đứng chót bảng luôn thì số 51. Nói chung là không thể yêu cầu một cái chip MediaTek 4 nhân MT. Đây cái thông số của máy MT8173, Android 6. Nó không thấy số nhân đây. Nó có 4 nhân. Co là 4 co. Đấy. Xung cơ bản từ 507 đến 1980. Cái máy Android này chạy khá là mát. Test như thế chỉ hơi ấm ấm ở mặt lưng thôi. Ở đây thì mình chưa có một cái game nào cài vào để thử chơi cho các bạn xem. Tuy nhiên thì mình rất ít chơi game nên là test thử cái camera cho các bạn xem nhé. Camera cũng tương đối được, không đến nỗi nhiễu lắm. Đây chiếc màn hình LG Ultra 58UM 25 inch, kết hợp cùng chiếc Honda Mini PC M3 rất là gọn. Đây, mình thử xem cái thông số của nó để xem cái camera này được bao nhiêu chấm nhé. À, camera đằng sau là 8 chấm. Khá là tốt. Cộng với camera trước 2 chấm. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Mình sẽ gặp lại và cho các bạn xem về cái tổng thể của nó. Máy tương đối là dày, tầm khoảng 2 phân đấy. Rồi, xin cảm ơn các bạn.